nặng quá. Mình sẽ quay 4K. Chất lượng 4K. Tuyệt vời lắm. Vâng, Ký sự vùng cao xin chào các bạn. Hôm nay Ký sự vùng cao sẽ xuống núi vượt qua 500 km để ra đảo Cô Tô và đến với bãi đá Móng Rồng, một địa điểm du lịch tuyệt vời, một bãi đá tuyệt đẹp thuộc tỉnh Quảng Ninh. Chúng ta sẽ rời đất liền đi hơn 50 km thì sẽ đến với đảo Cô Tô, và từ đảo Cô Tô chúng ta đi khoảng 3 km thì đến bãi đá Móng Rồng. Rồi sau đây xin mời mọi người cùng chiêm ngưỡng bãi đá Móng Rồng tuyệt đẹp tại biển Cô Tô. Chất lượng video 4K, mọi người nhớ bấm vào phần cài đặt và chọn video độ nét cao nhất để thưởng thức bãi đá Móng Rồng tuyệt đẹp. Rồi xin mời mọi người. Cua con con. Vừa mới thở làm kiểu là
gặp đang kiểu như còn đang lên ra ở đây chỗ này có gặp đâu. Hai mình lấy chụp ảnh được cầm đồ đi nhau nhá. Không, đây mà. Nghe kia. Nghe gì đó? Ừ. Vừa quay phim này. Bà con đi đâu? Bà con đi đâu nè? Bà chua kìa. Bà con chua kìa. Ừ. Bà con đi đâu nè? Bố nè. Bố nè. Ừ. Ngoan rồi mà. À, ngoan rồi, ngoan ngồi chơi nhá cho mẹ đi. Quay video 4K nhé mọi người, sẽ xem video khác nhá, 4K luôn. Độ LED 4K. Và đây đẹp lắm. Mình sẽ quay 4K. Chất lượng 4K. Tuyệt vời lắm. Nắng quá. Sóng cực mạnh rồi. Bên nào? Bên này cái gì?
trời ướt quần rồi. Cua con con xin chào các bạn, xin chào các bạn, xin chào các bạn. Nào hôm nay thỏ đang ở đây móng rồng cô tô. Rồi thỏ dơ lên. Yeah. Yeah. Trời ở đây rất là nắng các bạn. Nhưng mà vẫn rất nhiều người check in. Đây thấy... chuyển. Hai chân thở đi mẹ ba.